Giang này nè mới bị người ta gạt đi biển Kiên Giang á. Bán 3 tháng trời mà bị bán qua đánh lưới ngoài bên biển Malaysia 3 tháng trời, nhỏ bị đánh đập ngoài giữ trời luôn. Trời ơi. Nó về đây là mang bệnh luôn. Rồi một người con trai nhỏ tuổi nhưng mà rất là hiếu thảo. Con có điều ước là con chỉ muốn ba còn sống rất lâu. Đồng và Phạm Tấn, mến chào quý cô chú chị và tất cả các bạn. Chào mừng quý cô chú chị và các bạn đến với video tiếp theo của Đồng và Tấn. Hiện tại thì hai anh em đang có mặt ở tỉnh Đồng Nai. Hôm nay thì Đồng và Tấn được một người cô, khán giả xem kênh có gửi hình ảnh cũng như cầu cứu đến một sinh mệnh. Con chào cô nhé. Dạ, cô có thể giới thiệu cho con biết là cô tên gì không? Cô tên là Lê Thị Hường. Năm nay cô nhiêu tuổi? Năm nay là 48 tuổi. Dạ, cô là người địa phương đây hay sao cô? Ở địa phương đây mà ở đằng này xích nắng chứ, sớm. Là vì sao cô biết tới hoàn cảnh này? Tại vì lúc trước là gia đình này là muốn nhà trọ bên kia bên đó đó. Dạ. Rồi Giang này nè mới bị người ta gạt đi biển Kiên Giang á. Bán 3 tháng trời mà bị bán qua đánh lưới ngoài bên biển Malaysia, rồi tàu hư đi mới được vô trong bờ sửa máy. Còn Giang mới trốn về, người ta cho được 1 triệu bạc đi về tới đây. Chưa hết cái mừng nữa, về bồi bổ chưa hết mừng, tự nhiên giờ đổ cơn bệnh gì. Sao bây giờ hình như là mình đang ở trong một cái chuồng gà đúng không? Lúc mà Giang bị bán đi là không có tiền thuê nhà trọ nữa, mẹ của Giang không tiền thuê nhà trọ nữa. Cái người ta mới thấy tội nghiệp, người ta mới che chòi chạy nè. Ta hùng tiền để che chòi chạy. Ủa vậy là ở đây là chuồng gà đúng không? Đất của người ta, chuồng gà của người ta. Cái bà bắt chồng ở đằng kia kìa, bà cho ở đó. Nghĩa là khu đất này và đất những này cái chỗ này là ngày trước là người ta nuôi gà. Nuôi gà, người ta làm, người ta nuôi chuồng gà. Rồi người ta thấy gì rồi, ta nhờ người che cho bà ở. Ồ, hồi nãy em nghe chị chia sẻ chi tiết là anh đó tên gì á? Tên Võ Thành Giang. Anh đó bị bán sang là bị sao? Bán sang, bán đi biển, nghĩa là đang thất nghiệp đi. Lúc trước là thợ xương nước đó, là trụ cột gia đình đó. Rồi cái thất nghiệp, rồi cái người ta mới kêu đi biển. Đi biển đi, rồi trước khi lên tàu là xin số tài khoản của chị nè, gửi tiền về và rồi xin số tài khoản rồi không gửi, là nhỏ lên tàu không gửi về cắt não hết trơn á. Cái nó điện về, lúc nó vô bờ được điện về, trường ơi lúc giờ có ai gửi tiền chị không? Nó không có, mày bị lừa rồi. Là 3 tháng trời nhỏ bị đánh đập ngoài giữ trời luôn. Trời ơi. Nó về đây là mang bệnh luôn đó, về đây là có mấy tháng bị bệnh đó. Nghĩa là sau cái vụ bị lừa bán như vậy và bị người ta hành hung giống như là đòn roi vậy đó, trên thuyền lênh đênh giữa biển vậy đó. Rồi. Là thoát sao mà chạy được về chứ, sao nghĩa mà là được? Tàu nó hư máy mới vô bờ. Vô bờ sửa là cái người thuyền trưởng gì tốt bụng đó, cho nó 1 triệu trốn đi, trốn vô bờ. Chứ nếu như mà không có trốn được có lẽ là giờ này cũng họ chết luôn. Nó có thằng bạn hồi chút nữa vô hỏi, nó có thằng bạn tự dặn phóng biển chết luôn, là hai anh em đi bị lường được đó, là có thằng trốn nhảy biển, trốn nhảy biển chết luôn. Là thời gian nó đi biển là ở nhà bả không có tiền thuê nhà trọ nữa, rồi người ta mới thấy tội nghiệp cho ở đây ở đó. Ủa, nãy giờ thì em chưa chị nghe chị nhắc đến chi tiết là rồi là người vợ ở đâu, người mẹ ở đâu, người vợ để... trước kia là bỏ Giang đi rồi đi lấy chồng khác đẻ thêm thằng trai là lâu rồi, lúc chú Covid, trước Covid lắm. Là người vợ cũng bỏ ba trai con, bỏ ba trai con luôn là trước Covid lắm. Dạ. Là đi tới giờ là nghĩa giờ... là từ trước giờ là anh Giang là gà trống nuôi con, gà trống nuôi con là mà già luôn. Sau đó thì là vì cuộc sống mưu sinh thì được người ta giới thiệu là đi biển, đi nhưng biển. Mà không may bị lừa bán, bị lừa bán, bị đánh đập ở trên đó, và đó. Sau đó thì anh Giang thì trốn thoát được và về với gia đình. Vậy nhưng mà sau khi về gia đình thì mắc rất là nhiều căn bệnh, và còn người luôn. Bạn của anh Giang thì không thoát được, không và thoát buộc được, phải nhảy biển tự dặn luôn. Trời ơi, tự dặn luôn, được được nha cả nhà. Giang lúc đó là bị sốt ở trên biển, bị sốt mà đánh lưới không nổi, kêu Giang ngồi đánh. Giang nói em đánh không nổi anh cho xin nghỉ ngày, mà không tha luôn. Là bị sốt trên biển đó. Dạ. Vậy thì bạn của anh Giang này là có lấy được hình hài về không? Không luôn, mất tiêu xác luôn. Nó mấy thằng chủ tàu nó quay lại nó kiếm luôn mà không mất xác luôn. Chắc sâu rộng quá, ngoài biển, ngoài biển này. Thôi là vậy. Đi đánh lưới ở Malaysia, biển Malaysia chứ không phải là ấy. Thôi vậy bây giờ nghe cái câu chuyện thương tâm quá, anh em mình vào xem có giúp được gì cho gia đình không ha. Mình đi chị ha. Dạ, mình đi chị. Ở đây thì quý cô chú chị này là một khu vực nuôi gà vịt rất là nhiều luôn. Hồi nãy thì giờ Đồng với Tấn đứng đây thì mùi rất là nồng và tiếng rất là ồn luôn. Đây cái lối đi đây vào thôi nè. Cái này là lụm và che thôi chứ cũng không có đi là phải cúi ha. Con chào cô nha. Dạ, con chào cô. Dạ. Ở đây là ai đây chị?
mẹ của anh Giang đó. À mẹ mẹ có Giang à, dạ cho con gắn cái này đi cô. Thôi là chắc là mình vô trong này để với anh Giang trò chuyện luôn ha. Bây giờ cái luôn à. Mấy cái miếng này đi lụm ta bỏ lụm về che. Lụm về che. Em chào chào anh. Em chào anh nhá. Thôi được rồi cô ạ. Cô qua bên này đi. Bây giờ cái nền gạch này sao đi được? Dạ, cô cứ ngồi đi, cô ngồi đây đi. Không, ngồi với anh đi. Không, hôm đó người ta cô qua ngồi đây với anh. Không, hôm người ta cho rồi bù cạp không à. Đây, đây qua đứng. Bù cạp không à, ra mới kiếm gạch để lót. Ba đứa nhỏ khiêng về nó lót. Tối hả? Được, ok. À, quý cô chú chị thông cảm nha, tại vì cái ngôi nhà hiện tại là giống như là tạm bợ vậy đó, nên là nó rất là rộng. Coi chừng điện phía sau anh, coi chừng điện nó từ từ. Ờ à, đúng rồi, nguy hiểm quá. Cô ơi, con chào cô nhá. Hôm nay thì con được một người chị á, là hàng xóm của cô gì đó. Cô gửi hình ảnh của người con của cô và cũng trình bày cho con sơ qua rồi. Thì trước khi tìm về hoàn cảnh của gia đình mình thì cô có thể cho con với ông bà cô bác biết được là cô tên gì không? À, tên Phương. Dạ, năm nay cô Phương nhiêu tuổi? À, 61 tuổi. À, 61 tuổi ha. Dạ. Cô Phương hiện tại là làm công việc gì cô Phương? Đi ra rửa chén cho ở ngoài đường lộ nè. Rửa chén người ta bán bún riêu. À, là mình đi rửa chén cho bún riêu ha. Ừ. À, một ngày như vậy thì cô Phương được bao nhiêu tiền? 60,000 Sáu mấy ngàn? Mà cô Phương làm... hàng tháng vậy là 2 triệu. Cô Phương làm một ngày làm mấy tiếng? Làm như sáng làm tiếng mấy, rồi tối làm tiếng mấy nữa. Tiếng rưỡi nữa. Rồi là 60,000 thì cô Phương làm sao? Con thấy là hình ảnh là có ba người cháu nó mà ở đâu rồi? Ba người cháu thì con nó bốn đứa. Cô tì kêu ba bé vô đây giúp con luôn. Đứa rồi. Tức là con của anh này hả cô? Con không á. Rồi vợ nó bỏ nó. Rồi giờ mình biết sao giờ. Mình phải gán nuôi. Nó làm được hai chỗ, giờ cái chỗ kia nghỉ rồi. Thành ra làm có một chỗ. Giờ là một mình cô chạy xô vậy nuôi cả gia đình. Hồi đó thì nó phụ cột gia đình. Rồi nó làm nó phụ. Giờ nó bệnh vậy rồi phải chịu. Ủa là ba đứa luôn hả? Ba đứa. Đây vô đây con. Ba đứa. À, ngồi với chú Tấn bên chú Tấn đi. Thì bây giờ 2 triệu thì ăn bậy bạ đó rồi còn người ta cho gạo. Đây một bé qua đây với chú này. Cho gạo. Ờ đi qua đây, đi qua đường này nè con, để cha nằm nghỉ. Rồi cẩn thận đứt chân á. Đây hai bé qua đây. Đấy ngồi lên. Phải vừa đi làm mà vừa đưa nước. Ngồi lên dịch cho trong kia. Đưa nước giết rồi đừ luôn rồi. À rồi lùi vô xíu cho chú ngồi với nha. Còn đi làm. Con đứng đây với bà nội nè. Đó. Đó. Vậy đó. Ở tại cả nhà thông cảm, nhà hơi chật. À cô, con nghe nói là người con của cô á cách đây mấy tháng thì đi biển bị bán là sao cô? Nó nghe thằng bạn thằng bạn á nó đăng lên tìm việc làm con. Rồi nó thằng đó nó dốc, nó nói là của gia đình nó. Cho nên nó kêu thằng này ra, thằng này nó nghĩ là bạn bè đi làm cũng tin tưởng, đi ra tới ngoài rồi người ta lừa người ta bán xuống ghe rồi mới biết. Nó nói xuống xuống ghe rồi mới biết. Đi xuống dưới rồi nó chỉ cho 20 triệu. Nó nói là sao anh? Nó nói là em mà đi xuống dưới là nó chuyển cho 20 triệu. Với lại làm xong 3 tháng 10 ngày á là nó sẽ cho thêm 50 triệu gì nữa. Rồi cái xuống dưới cái bọn giang hồ nó đẩy xuống ghe luôn. Cái tiền 20 triệu mấy thằng kia lấy hết trơn. Anh cho em hỏi là anh tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi? Tên Giang. Dạ. Năm nay 40 tuổi. Dạ. Anh có thể là kể hết cái sự việc mà anh đi biển rồi bị bán rồi bị đánh, bị hành hung như thế nào, anh có thể là kể không, lại? Không có bị đánh. Nhưng có điều cái là lúc bệnh á, xong rồi xin về chủ tàu cho 1 triệu. Tàu buôn chở về tới sông Đốc Cà Mau cái là bị bọn giang hồ nó chặn quá trời luôn. Cái người ta thương tàu buôn á, kể sự việc em đi xe 10 mấy triệu xuống cũng mất luôn. Xong rồi cái nó người ta thương, người ta chở thẳng vô đồn biên phòng luôn, trong đó có công an người ta
chở ra bến xe nên mấy giang hồ nó không làm được gì. À, vậy là không cô... là nó bắt nó bán cho người khác nữa. Dạ, nghĩa là anh cũng bị lừa để bán. À. Nhưng mà sau đó thì anh may mắn trốn thoát. Hình như người bạn anh thì không may mắn như anh hả? Thì thằng đó nghe nói là nó cũng bình thường, giờ nó trở về rồi. Còn bạn này mà nó không không thì nó nhảy biển nhưng mà nghe nói là nó được sống rồi. Ờ vậy hả? Ờ. Kỳ tích vậy? Kỳ tích vậy? Ờ, nó nhảy ở giữa biển luôn mà bây giờ là sống lại rồi hả? Không phải, chắc nó đu dây á. Nó đu cái giật cái dây mà người ta cào á. Rồi ghe khác nó chạy lên nó cứu được. Cái lúc cái lúc mà bạn nhảy xuống á thì bạn có nói gì với anh không? Nói với em câu là em mà chết em sẽ phù hộ cho anh đi về bình an. Mà lúc đó em đang nằm võng em bệnh nữa. Em nói lo bị làm đi, ngồi đó mà giỡn, ta đang mệt. Nói vậy nó. À, hồi nãy thì Tấn đang trò chuyện với cô á, thì cô nói là anh sau cái vụ mà đi biển á, bây giờ bệnh là thần kinh là bị sao cô? Lúc nhớ lúc không ạ? Lúc nó nói thì bình thường, lúc thì nó xảm nó gì đâu. À. Ừ, vậy đó. Lại đây là ba người con đúng không? Ba người con. À, con trai lớn đúng không? Con trai lớn thì con nhỏ chị mới lớn, vậy chị mới à, chị gã có rồi. Chị nữa hả? Mình cũng ở phòng trọ cũng khổ, mình đâu có giúp được gì. Không sao rồi. Ông ba thằng này ở chung với nội đó giờ. Rồi là con chào ông bà cô bác đi con. Con nhìn lên đây này, con chào ông bà cô bác. Dạ con chào ông bà cô bác. Con giới thiệu con tên gì? Dạ con tên là Võ Thành Nam. À, năm nay cái Nam nhiêu tuổi con? Dạ con 10 tuổi. À, Nam còn đi học không? Dạ con còn học lớp 5 nhưng mà con muốn nghỉ học để mà bán vé số. Sao vậy? Nội để mà nuôi ba. Sao lại nghỉ học mà phụ nội bán vé số nuôi ba? Sau khi mà trò chuyện vậy tự nhiên nhân lại khóc vậy? Nhân đúng không? Dạ. Nam xin lỗi, lần sau Nam lại khóc. Hả? Dạ tại con muốn nghỉ học để mà mua bán vé số để mà mua thuốc chữa bệnh cho ba. À, rất là có hiếu luôn này, rất là nhỏ tuổi này. Mà khi nhắc đến cái bệnh của ba là Nam là buồn, Nam khóc đúng không con? Con sao tự nhiên hôm nay gặp chú với chú Tấn tới con lại khóc như vậy? Con chia sẻ được không? Con có nỗi buồn gì hả? Dạ. Con buồn gì? Tại vì ba con bị bệnh rồi. Mà ba con rất là yếu luôn. Ba con rất là yếu hả? Dạ. Rồi ba con hàng ngày có ăn uống được không? Dạ ba con cũng hay ăn uống được. À. Rồi là giờ điều con lo lắng nhất là gì? Là con không biết là ba con có bệnh khỏi bệnh không. À, con sợ mất ba đúng không? Ừ. Rồi mất ba thì con không biết sống với ai đúng không? Dạ con còn có nội nữa. À. Còn mẹ con đâu? Dạ mẹ con thì bỏ con rồi. Mẹ con bỏ con là sao? Tại sao mẹ con lại bỏ con vậy? Dạ con cũng không biết nữa. Mẹ bỏ con lâu chưa? Dạ bỏ con lâu rồi. À. Con có buồn mẹ không? À, con có muốn gửi lời gì cho mẹ không? Là con có nhớ mẹ hay không? Ví dụ vậy đó. Con bữa trước thì mẹ cũng có lên nhưng mà mẹ con về rồi. À, mẹ nghe tin cha bệnh là tới thăm hả? Dạ. Ừ. Con nhắn nhủ với mẹ đi, nói mẹ về đi, mẹ về chăm sóc cho ba cho hai em đi. Một đó, mình con những không giọt nổi. Nước mắt đã rơi này, quý cô chú anh chị này, rất là tội luôn á. Ba khóc luôn rồi. Nói chung là giờ thì ai cũng khóc hết rồi. Người mẹ cũng khóc nè, con cũng khóc rồi. Con trai này thì tên gì nè? Con bỏ chân xuống nè. Con tên gì? Dạ con tên Thành Đạt. À, Thành Đạt năm nay nhiêu tuổi? 7 tuổi. À. Rồi con tên gì? Hằng Cơm Quả Hằng. Hả? Phúc. Gió Hằng Phúc. Phúc hả? Nghĩa là Nam Đạt Phúc. Ừ. Tên đẹp lắm. Tên rất là đẹp luôn, là chắc là khi đặt tên là cha mẹ cầu mong sau này là sẽ đạt được những cái phúc về cho các con vậy đó. Rồi là con còn đi học không? Dạ con. À, con học lớp mấy? Con học lớp 1. Con học lớp mấy? Con chưa học. Con chưa học hả? Tại vì em con bị thiếu tuổi cho nên chưa có học. À, do thiếu tuổi á. Biết thiếu tuổi luôn hả? Dạ. Là mấy tuổi mới được đi học? 6 tuổi mới được đi. Sao không? Con cháu tuổi rồi nha. Nhưng mà con yếu ăn.
À, 6 tuổi rồi nhưng mà thiếu tháng nên chưa được đi học đúng không? Sao anh lại khóc khi mà con trai của mình nói lên cái như vậy? Em nghe nó nói vậy em rất là xúc động. Bà nội cũng khóc luôn kìa. Bà nội sao bà nội? Chia sẻ được không bà nội? Đây có mấy đứa có cha có mẹ rốt cuộc rồi mẹ bỏ đi rồi cha thấy bệnh thấy tội đó. À, ủa bà nội thì nãy giờ con chưa chưa thôi con kêu cô đi ha. À, cô ơi, bà nội là đồng kêu cho mấy bé. À, cô ơi, cho con hỏi là sao cái nhà của nhà mình á thì là như thế nào mà con thấy là thứ nhất là nó sụp xuề này, thứ hai là nó giống như là những cái túp lều gì đó. Và thứ ba là cái nền nhà con thấy là gần như là chỉ là nhặt những cái miếng gạch bể nát ngoài đường về mình lót lên thôi. Là chỗ này là sao? Tại vì hồi đó mới ra ẩm ướt rồi bùn cát. Ý là cho con hỏi là cái khu vực này là sao? Hồi nãy cô nói là chỗ nuôi gà hả? Nuôi gà, nuôi vịt rồi à. Cái ông anh nó mở ở đây nè. Rồi cháu ra nuôi gà, mới lấy ra nuôi gà, nuôi vịt. Xong rồi ổng mới thấy khổ quá, ổng mới cho ra ở. À. Đâu có tiền đâu mướn ông trọ. Là mấy cái này là mấy bé lùm ở đâu? Con lùm ở đâu hả? Lượm nó dài vô tuốt trong kia. Con lùm ở đâu? Dạ con lùm ở vòng khu này nè, chú. À là con đi lùm về để con lót hả? Dạ. Ôi giỏi quá vậy. Vì à, con cũng lùm luôn. Con lùm không? Nữa. Vì sao con lại lùm những cái này vậy? Dạ tại con mà không lùm là chỗ này nằm mướn nó có bộ cạp với chú. Wow, nghĩa là con thấy ẩm ướt quá. Là con tự có ai kêu con đi lùm không? Hay là con tự? Dạ con rút là ướt thì con tự đi lụm. À tự đi lụm luôn là con thấy ẩm ướt quá, bọ cạp nhiều quá, con đi lụm về con lót cho dạ. Cho các em ha. Là ba đứa con là đi lụm chung nhau hả? Dạ. À cái này mình lụm lâu không? Dạ lâu chú. À trời thương quá, bé này hiểu chuyện này nè. Thật sự luôn. Học giỏi lắm. Học giỏi hả cô? Học giỏi rồi. À, con học giỏi hả? Tính cho nghỉ. À, là sao cô tính cho nghỉ là sao? Bây giờ ba nó bệnh nằm rồi cô rồi đi mần đâu ai đưa rước. Nó không có được đi rước, mình cũng có điều kiện để học, cô cứ kêu đóng tiền, đâu có tiền đâu đóng. Nó tính cho nghỉ, rồi nó nói con nghỉ hai anh em con đi bán vé số. Ui, vậy là con cũng có ý định nghỉ học đi bán vé số. Đây này con đứng lên cho ông bà cô bác nhìn này. Một bé trai đó nó kháu khỉnh này, mà khi nhắc đến cha á thì những giọt nước mắt của em á đã rơi đây này. Đó, rồi một người con trai nhỏ tuổi nhưng mà rất là hiếu thảo, biết rất là hiểu chuyện cô ha. Bé này chắc là rất là hiểu chuyện cô hả? Ngoan lắm. Nó giỡn quậy quậy chứ mấy đứa nào cũng ngoan lắm. À. Nhưng mà bé trai này hiểu hết mọi cuộc sống này, hiểu là sợ mất cha này. À, rồi là hiểu là nền thì ẩm ướt quá là tự không ai kêu hết là con tự đi lụm luôn đúng không? Dạ. Giỏi quá. Con có điều ước gì không? Con có điều ước là con chỉ muốn ba con sống được lâu. Con chỉ ước ba con sống được lâu thôi hả? Sao con không ước mình có thật nhiều tiền? Hả? Giữa tiền và ba thì con sẽ chọn cái nào? Ba. Wow. Ôi ơi thương quá. Thiếu tình thương của mẹ này. Giờ mà ba mất đi thì con chắc không biết phải làm sao luôn con ha. Con có sợ điều đó không? Có. À. Con sợ điều đó thì con phải ngoan ha. Con phải ngoan nè. Con phải cố gắng thật giỏi nè. Thì ba mới có sức khỏe để ba vượt qua đúng không? Đúng không? Là con chỉ ước ba sống với con thôi hả? Con có điều gì muốn nói với ông bà cô bác không? Con có muốn ông bà cô bác giúp gì cho con không? Dạ con muốn con ông bà này. Cô bác đó là chỉ giúp con quyên góp tiền cho ba con chữa bệnh. Chú hỏi thật con nhé. Khi mà con sống trong này thì con thấy là nó bị mưa dột không? Dạ không, tại vì nội con có lắp mấy cái miếng này lại rồi chú. À rồi con ở trong này thì con thấy nóng không? Dạ mát lắm chú. À mát. Mấy này tụi nó cũng kéo về để cô treo lên á. Ủa là mấy tấm xốp này là con lùm ở đâu? Dạ con lùm ở trên chỗ kia, chỗ bãi đất trống á chú. Là chỗ bãi rác đó hả? Dạ phải, bãi đất trống. Bãi đất trắng là người ta dồn cái này về đúng không? Dạ. Thì gọi là bãi rác. Dạ. À đi lùm những cái này người ta dục đi, những cái chỗ giấy trọ người ta dục đi á. Anh Đồng à, cái này là giống như bé đang an ủi bản thân mình và an ủi giống như kiểu là ở trong cái nhà á. Tại vì là chứ thấy thật sự thấp tới đầu mình rồi.
rất là nóng nhưng mà bé nhưng mà tự an ủi không phải là ngoài tự an ủi mà bé cũng là giống như là chấp nhận với những gì hiện tại đã mình đang có ha con ha. Ở cô hiện tại thì người con của cô, người cha mấy bé là bị bệnh gì? Nó bị gan gì quên rồi. Có con gái. À cho con cái này. Cái này cô đừng có đưa lên để con đọc được rồi. À cô cất đi cái này, cái thông tin đó. Đưa lên thì không có được, lúc trước cái đồng cô quay có bị dính rồi. Giấu không dám nói hả? Là sao? À giờ là không thể nói được à cô? Giờ có nói được không? Anh cũng cái này cũng khó nhờ. Giờ này anh đọc đi. Đọc. Vậy là tụi con công khai luôn hay sao? Không đọc. Tại vì nhiều khi có những cái bài thuốc hay là những cái người nào mà chữa bệnh thì có thể là sẽ giúp đỡ cho thí dụ vậy đó. À không sao đâu. Ví dụ như mình có anh, bệnh này anh chuẩn bị tinh thần nha. Anh có lo lắng cái điều gì không? À, hiện tại thì anh có biết bệnh tình của mình không? Chỉ biết là bị ép xe ra. Ủa vậy là anh biết rồi mà. À vậy thì đồng sẽ xin phép ra ngoài, đồng tấn với cô ngồi đây đi. Đồng sẽ xin phép ra ngoài, đồng sẽ đọc cái mẫu bệnh này. Đây nhà đây quý cô chú chị này. Đồng sẽ ra sau cái chuồng gà này đi. Đồng sẽ đọc chứ ở đó sợ anh nghe được á. Cũng khó hả? Cũng khó. Tại vì sợ mất tinh thần á. Bởi vì ở đây là nhiễm trùng huyết nghi từ áp xe gan u gan đa ổ. Trời, đa ổ là nhiều á. Áp xe gan đa ổ. Đây. Đó một tờ ha. Hai bên này nữa. Suy kiệt. Áp xe gan do amid. Áp xe gan do amid nhiễm trùng huyết. Này là ung thư. Không đặc hiệu. Suy kiệt do nhiệt. Chưa xác định. Áp xe gan do amid. Đó là những cái từ bên bên y á. Thì mình cũng biết là amid là như thế nào. Đó là nói chung là rất là nhiều bệnh, là anh chỉ biết là anh gan thôi, còn mấy cái mà nhiễm trùng huyết với là nhiều bệnh là u gan ổ là anh chưa biết. Thôi thì cái này thì cũng giấu cho anh. Hồng coi chừng trên đầu á, dính trên đầu Hồng. Thấp chút thấp chút quá. Nước giờ là tối này. Hả? Ngay chỗ này là mưa xuống là bả hứng nước mưa bả xài đó. Cái này là nó nhiễm nước chứ. Cô giữ cái này dùng con. Rồi, mình qua về chỗ cũ con. Người anh đi đâu vậy? Trong này là cái gì? Trong này là phòng ngủ hả cô? Ui, đi thăm cái phòng ngủ luôn nè. Không. Cho chú thăm phòng ngủ được không? Ui à, là tối ngủ đây hả? Dạ. Wow, đi cho chú vào thăm đi. Wow, rồi. Quý cô chú chị ạ, xung quanh là toàn bạt không à? Nè, che mưa này, xung quanh này là bằng bạt không này. Nó chật quá. Đây, biết thì em Caramel cứ quay trên vô trên đầu của anh đi. Để thấy trong này này. Thấy được quá chật luôn. Thấy không? Thấy rồi. Miếng xốp này là con lùm về hả? Dạ. Tụi ơi, lùm xốp về che lại chỗ ngủ này quý cô chú chị này. Con cũng lùm luôn. Giỏi quá ha. Con hỏi cần ai kêu nữa. À con hỏi cần ai kêu. Không biết quay đã rõ rồi bên này chưa em. Nè, cái là miếng xốp mấy bé lụm này ha. Cái này ai cột con? Hình như con dạ, cột hả? Dạ không phải bà con cột. À rồi là những cái tấm bạt kia thì lấy ở đâu? Dạ con cũng lụm ở chỗ kia luôn. À đây. Đây là chỗ ngủ này, xung quanh là xốp lụm không à. Lụm là lụm từ bãi rác quý cô chú chị ạ. Từ bãi rác về. Bên kia cũng vậy thôi, trên này thì là cũng là con lụm luôn hả? Hả? Trên này cũng lụm luôn. Dạ. Đồ lụm không á? Dạ. À, rồi đi ra ngoài con chật quá vậy. Lối không biết sao ngủ nữa. Cái tủ nó cũng lụm nữa đó, riêng bà cháu khuyên về đóng lại đó. Cái tủ này cũng lụm hả? Lụm. Là con lụm luôn hả? Mấy bà cháu khuyên về. Bà cũng lụm. Rất là thương luôn này. Con qua bên kia con.
qua đây đường. Rất là thương luôn. Nói anh lụm hả? Em nói con cũng lụm. Không ai bảo con cũng tự đi lụm. À, rồi là giờ mà bà kêu con nghỉ học thì sao? Con có tính sao? Dạ con cũng tính nghỉ học luôn. Rồi là nghỉ học thì con làm gì? Để con đi bán vé số phụ nội. Kìa nó ôm anh Đồng luôn kìa. À, ôm luôn hả? Bán vé số hả? Thì con nghỉ học thì con có buồn không? Dạ không. Sao không buồn? Xa bạn bè nè, sang trường lớp thì có buồn không? Nhưng mà con bán vé số để mà có tiền mới mua bài được. À, đúng là người con cực kỳ hiếu thảo luôn này. Sao mỗi lần nhắc đến ba con lại khóc vậy? Hả? Sao mỗi lần nhắc đến ba con lại khóc? Con thương ba. Thôi nha, đừng khóc nữa nha. Con phải mạnh mẽ lên thì ba mới đều được, được chưa? Ừ. Ô ba, như vậy là cô hồi nãy con có đọc cái bệnh rồi. Như vậy thì cái này thì là bệnh viện nói sao cô? Lên trển thì tại mình đóng tiền. Rồi bệnh viện kêu đóng tiền, nó không có tiền đóng, nói bệnh này phải nằm lâu dài. Nói chứ không tiền thôi giờ xuất viện. À. Ủa anh bị trước hay là sau khi đi tàu cô? Sau khi vụ bán đó thì không, bị trước. Không, đi tàu về mới bị. À, nghĩa là sau chuyến tàu định mệnh đó là bị về. Bán như vậy là về, anh về là bị luôn. Về chừng tháng là bị á. À, con nghĩ là do ảnh hưởng cái gì đó đó. Chứ trước đó anh có như vậy không? Không. Trước là khỏe mạnh hả? Mập rồi đâu có ốm vậy. Chỉ 3 tháng trên tàu mà vậy đó. 3 tháng tàu về được 1 tháng thấy hơi tròn tròn lại, cái tự nhiên suy sụp xuống ở lan đau quá. Cái nó rung, nó giống như sốt rét hả? Ừ. Một ngày 3-4 lần vậy đó. Còn bên vợ thì có bữa giờ anh về đây thì có qua thăm ảnh không? Mới qua mấy ngày là bữa thằng cháu rể nó mượn tiền bạn á, vô máu. Vô hai bịch má mửa xe lè. Thì như vợ có gia đình mới đâu đó. Có à, vợ cũng có khó. Thì mình cũng không thể mà nào mà trách vợ tại sao không tới đây chăm được. Tại vì có gia đình mới đó đó. Chưa ly dị nữa. Ủa là sao cô? Chưa ly dị, có từ nay cưới có tờ kết hôn mà. Con chưa ly dị lại bỏ. Rồi hôm nó đi bệnh viện về là vô máu xong rồi về là nằm bất động luôn. Cha mới ra sức dầu. Ủa, hồi nãy cô kia nói là sao mà đóng góp được 3 triệu gì đó lên nằm được một ngày hết đó, tiền là phải về. Ngày rưỡi à? Được ngày rưỡi. Wow, một ngày rưỡi mà 3 triệu. 3 triệu. Đi mượn tiền 10 triệu đi vô hai bịch máu là 10 vô hai bịch máu với chụp CT này kia đó, rồi cái gì đi về chứ tiền đâu nó nằm. Rồi cứ vô không có tiền thì bác sĩ kêu đóng tiền, không có là bác sĩ biểu ơi xuất viện bây giờ này nằm phải lâu dài thì đâu có tiền. Dạ. Giờ một mình cô mà làm được ngày 62.000 thì sao đủ trang trải cuộc sống, rồi ăn uống như thế nào cô? Thì ăn nhín nhờ người ta, mấy người từ thiện người ta cho gạo. Cho gạo ăn. Là người ta cho gạo hả? Cõi nào mà cô nói thật là cõi nào mà gia đình mình là thiếu cái ăn không? Như người ta cho gạo thì bây giờ 2 triệu đó thì ăn nhín nhất. À. Thì ăn nhín thôi. Đi học thì nhiều khi không có cho tiền. À. Không cho tiền đi học, trưa về ăn cơm. À, nhiều khi có cái nào một mình cô gồng gánh vậy mà cô thấy nản mà cô muốn buông xuôi không, bỏ cuộc không? Thì giờ thương cháu quá rồi phải chịu thôi chứ sao giờ. Ý là trong lòng cô có cái nào mà mệt quá mà mình nói thì thôi mình bỏ cuộc không? Đuối thì có đuối, nhiều khi nói không lẽ giờ bỏ đi cho rồi. Mà bỏ đi rồi ba đứa cháu mình ra sao rồi ra đó. Nếu mà rồi không nói. Cô nói sao, cô nói sao? Cô nói hả, nó mà có gì á chắc nó thắt cổ chết theo á. Chứ không có sống nổi. Sao cô lại suy nghĩ vậy? Thì mình có một thằng con à. Chứ phải đâu ai ba đứa đâu. Là cô chỉ có một người con hả? Có người. Cô có người con nhưng mà bây giờ cô còn 3 người cháu nữa cơ mà. Có nhiều khi buồn, nhiều khi con mình nó lỡ có gì mình phải không có sống nổi. Giống như kiểu là mình sanh con ra 9 tháng 10 ngày phải không? Mà bây giờ con thì giống như là nằm một chỗ mình phải chăm sóc. Rồi cuối cùng mình ôm xô lấy 3 người cháu nữa. Cô mệt mỏi đúng không cô? Cô mệt mỏi nhưng mà vui. Chứ có gì cô cũng muốn sống nữa. Nghĩa là dù anh có bị bệnh nhưng mà vẫn về được cái vòng tay của cô. Chứ không còn bị là trên lưu lạc trên biển nữa cô ha. Đúng rồi. Dạ. Con ôm nổi nói nổi sao kìa. Con nổi có động lực kìa. Nội tính là bỏ con đi luôn kìa. Giờ con nói sao? Con nói sao với nội đi. Để nội ở nhà với con. Nói đi. Dạ nội, én sống đi. Ôm nội mà con nuôi tụi con nữa.
Sao con nói lớn lên nè? Nội chưa nghe. Thời gian sống lên để mà còn nuôi tụi con, chứ đừng bỏ tụi con. Sao nội, nội nói với sao với bé đi cho bé an lòng đi, bé này ngoan lắm á. Mình thấy ba nó vậy không nói chứ sao bỏ mấy đứa cháu được. Nhiều khi mình sợ, nhiều khi nó bỏ mình đi mình sợ vậy thôi. Cái khổ quá khổ á. Rồi khi ai rước đi thì kia mình sợ. Ừ. Trời ơi, quá bé này thương. Nhiều chuyện lắm này. Nếu không thương thì đâu có cu mang nó làm chi. Ừ. Những giọt nước mắt này, quý cô chú anh chị này. Giọt nước mắt là chứng tỏ là bé rất là hiểu chuyện luôn á. Nếu như mà nội bỏ con, bỏ ba đứa em con thì liệu rằng thì con phải làm sao? Con có nuôi nội hai em không? Nhưng mà con vẫn đáng để mình nuôi hai em. Khi đó sẽ con sẽ làm việc gì để nuôi hai em? Con như bán vé số. À. Trời ơi, nghe mà đứt ruột. Sao khóc đi. Rồi? Sao khóc? Hử? Tại vì mà nó bỏ con. Tại vì sợ bà nội bỏ con hả? Hồi nãy thấy là vui lắm mà. Sao giờ khóc rồi? Hồi nãy còn khoe với chú là con đi nhặt xốp nữa mà, ngoài bãi rác mà, sao giờ khóc? Mày qua ôm nội đi con, nè. Nội không bỏ con đâu. Đi qua, con trai qua ôm nội cái đi. Ừ. Đây. Đấy. Hai đứa đứng hai bên. Ừ. Rồi nói nội làm sao, nói nội làm sao, nói đi chứ không nội bỏ con đó. Nội lớn lên. Lên. Nội đừng có bỏ con đi nội. Nội nói với nó làm sao kìa chứ không nó giận à, nó khóc nữa. Nó không có bỏ đâu. Tại sợ ba con thì kia thôi chứ nội nói vậy chứ nội đâu có bỏ ba nữa. Ừ. Cái bệnh này là giờ giống như là bệnh người giàu vậy đó. Rất là tốn tiền, nghĩa là người ta nói thường nói là căn bệnh của nhà giàu. Nghĩa là phải nhiều tiền thì mới duy trì sự sống được. Nhưng mà biết người là người mẹ mà thì là còn nước còn tác đúng không cô? Chứ không thể nào mà có dù có vay mượn tới đâu thì cũng phải đưa con đi bệnh viện, chứ không thể nào mà mình cứ ngồi để vậy mà mình nhìn con trong đau đớn được. Đó là một cái cảm xúc của người mẹ luôn, nghĩ về con là như vậy, con hiểu là như vậy. Có khi nào mà cô tính là làm một cái điều gì đó để cho con trai mình sống lại không? Thì cũng ước lắm, mà giờ mình bất lực thì mình làm ngày có nhiêu đó, làm sao mà đủ khả năng để lo cho con mình. Giống như là mình muốn thay đổi, thí dụ như cô thế thân hay là như thế nào đó, thì cô muốn ước mơ hay là mong? Cô mơ ước gì nó mạnh khỏe, thà để cô vậy cũng được, cô bệnh cũng được, chứ đừng để nó vậy rồi. Nhiều khi cô ngày ngày lớn tuổi, cô làm không nổi lấy gì nuôi con đó. Thành ra cô mơ ước sao mà nó khỏe. Nghĩa là khỏe nếu rồi. Giờ mà đổi lại thì cô có thể đổi sinh mệnh của mình cho anh. Và rồi. Đổi những cái thứ bệnh mà anh con của cô đang mắc phải. Cô sẽ gánh hết. Cô gánh hết để nó mạnh khỏe đi làm nuôi con đó. Chứ mình thì ngày càng già làm sao mình có thể nuôi nổi. Con ăn lớn coi nó trả lời. Anh hỏi ăn lớn coi nó trả lời. Con trai, giờ mà con mà có một cái điều ước gì dành cho cha thì con sẽ nói như thế nào? Dạ, con ước là ba con hết khỏi bệnh. À. Cho ba con có nhiều sức khỏe đi làm, nuôi tụi con. Nếu mà ví dụ như con mà đánh đổi cái gì đó để cho cha sống thì con sẽ như thế nào? Dạ, con cũng đánh đổi hết luôn. Đánh đổi hết luôn? Ví dụ như chú bắt con đi, rồi là dành tiền chữa bệnh cho cha. Thì con có chịu không? Con chịu luôn hả? Dạ. Là bán con để chữa bệnh cho ba, con cũng chịu luôn. Dạ. Là sao? Con nói rõ hơn được không? Dạ, con chỉ cần ba con có bệnh là được. Rồi bán con cũng được luôn. Wow, chàng trai này nhỏ tuổi mà rất là hiếu thảo nha. Là giờ bán con chữa bệnh cho ba nha. Được không? Hả? Hay được là không? Bán hai đứa em con? Giờ bán con hay là bán hai đứa em? Bán con. À, dành bán mình chứ không bán mình. Thôi nói giỡn thôi, chú ông bà không bán đâu ha. Con sẽ ở đây với cha ha. Chứ không bán đâu. Là chú nói như vậy để cho ông bà có bác hiểu được cái sự hiếu thảo của con thôi nha. Rồi là con hiếu nha. Hôm nay thì con ghé thăm á, đầu tiên là hỏi thăm sức khỏe của gia đình mình để biết về hoàn cảnh vậy đó. Và hồi nãy giờ con quên hỏi là ông xã cô đâu? Ông xã cô chết nay. Wow, nghe cô hàng xóm nói là ông ngồi trên nó hết hồn luôn. Chết rồi, chục năm rồi. Bao nhiêu năm rồi? Cả chục năm rồi. À, vậy là cô là thì tổng cộng có mấy người con á? Có một thằng
Con trai duy nhất hả? Trai duy nhất đó. À, ông mất rồi nên là cô ở một mình nhờ dạy nuôi con tới giờ luôn. Ừ. Là chỉ có một người con thôi. Có một thằng con nữa. Trước giờ thì khi mà con đăng tải những cái căn bệnh của anh lên á trên kênh của con á thì cũng rất là nhiều quý cô chú anh chị cứ bình luận cái gì mà con đọc rất là nhiều bình luận cái gì mà sản phẩm cao trung sơn gì hết á. Tao biết về sản phẩm không? Bột nghệ đen chống độc thì hiện tại bên hồi nãy giờ á, thì hôm nay thì cùng đồng hành với lại là anh thầy Chú Đồng thì nghe được cái hoàn cảnh và những cái căn bệnh của anh á thì kể ra đó thì bên tụi con cũng có một cái sản phẩm đó là cao trung sơn, đó là bột nghệ đen chống độc đó thì nó hỗ trợ những cái căn bệnh đó là hỗ trợ điều trị những cái căn bệnh như anh lúc nãy giờ kể và hầu như là đau nhức xương khớp về thoát vị đĩa đệm á, rồi là những cái căn bệnh dạ dày và ngăn ngừa những cái khối u cũng như là những cái ung thư của anh. Dạ, thì hôm nay thì tới đây thì con sẽ tặng cho anh có bị bệnh tiểu đường không ta? Không hả? Dạ, vậy thì em sẽ tặng cho anh một cái loại bột ha. Đây là bột cao trung sơn, được làm từ bột ngải đen chống độc nha. Nó từ trước đến giờ thì có rất là nhiều bà con mua cái dòng này về sử dụng thì là đã công dụng của nó rất là tốt rồi anh Đồng. Thì hôm nay đồng hành với Tấn thì Tấn cũng muốn gửi tặng. Cái này là không có bán nha cô. Cái này là không có bán cho cô. Dạ. Cái này là gửi tặng cho anh nha. Để anh sử dụng. Thì cái này sử dụng thì ở trong này nó có một cái muỗng rồi. Và mình sáng ăn cơm xong mình uống một lần, một muỗng. Và mình pha mật ong. Có thể pha mật ong ha. Rồi buổi chiều thì mình ăn cơm xong mình uống một lần nữa là một ngày hai lần. Thì có rất là nhiều cái căn bệnh của anh là bà con đã hết bệnh rồi. Ha, thì phước chủ may thầy các cô. Dạ, con tặng cô nhé. Dạ. Còn cái này là dạng viên. Dạng viên á, thì cái dạng viên nhộng á, nó dễ uống hơn cả nhà. Thì ngoài sản phẩm hôm nay thì bên con thì con đầu tiên con sẽ trích một ít quý gửi cho cô ha. Hôm nay thì xin phép chú Hiệp ở Mỹ gửi con sẽ trích là 4 triệu đồng gửi cho cô để cô lo phần thuốc thang này, rồi là có thể mua cho mấy bé một vài bộ đồ cô ha. Thấy mấy bé cũng mặc đồ cũng thấy nó bị rách hết rồi, cũng rất là tội. Con thì có mong có cái bộ đồ mới không? Có. Giờ đứng lên cho thầy hỏi này, ví dụ như ha, giờ mua cho con một bộ đồ mới với cái tiền đó để mua thuốc cho ba thì con sẽ chọn cái nào? Mua thuốc cho ba. Ủa sao không chọn đồ mới? Thì con cũng có đồ rồi. Nghĩa là con có đồ rồi, con có đồ mặc là được hả? Dạ. Chỉ mong ba khỏe thôi. Dạ. Ôi bà nội kìa. Bà nội có người cháu tuyệt vời luôn nha. Anh ha, có người con vậy thì sao anh có thấy vui không? Quá tự hào luôn anh. Anh có gửi gì lời gì đến con trai không? Cảm ơn con trai nhiều. Anh như vậy thì ăn uống thấy sao, có được không? Hình như cái bụng cũng bự nè. Đau bụng quá. Hình như gan là nó liên quan sẽ tới cái phần bụng là sau này phổi dạ dày sẽ phì dần đó. Thì cái thuốc này nó rất là hay này, nó sẽ hỗ trợ là dạ dày luôn cô. Dạ dày luôn. Anh nghe nói ói này là uống cái này là rất tốt nha. Dạ. Là nó trị cho dạ dày luôn anh ráng uống nha. Dạ. Ví dụ như mà tí như cô vậy, cô bị như vậy là cô uống hết rồi. Ngứa không? Dạ. Không có ngứa mà nổi này nè. Nổi cùng mình nổi được được cô, được ok. Cô cứ uống đi. Cô uống đi. Cô cứ uống cùng anh đi. Mà thấy mà nổi vậy nè, ta kêu bằng mỡ máu gì đó. Không? Vậy cô cứ uống cùng với anh đi. Ví dụ như mà con thì có số điện thoại của cô hàng xóm rồi. Ví dụ cô mà thấy đỡ, anh mà thấy đỡ nói thầy Đồng ơi, bữa hôm cô uống sản phẩm kia thấy đỡ lắm, thầy có thể cho cô xin hộp nữa được không? Thì con sẽ chạy xuống đưa cho cô ha. Nó không đau đớn vậy mà nổi vậy nè. Cô thì có bị bệnh tiểu đường hay gì không? Không đi khám cũng không biết. Không đi khám cũng không biết. Ý là có thấy mệt mỏi gì không? Đau nhức gì không? Hôm hổm thì nó tê hai tay kia thôi. Ok, cái này nó hỗ trợ luôn anh. Cô uống luôn. Con đang uống cái này nè. Con đang uống cái này là con cũng bị tê bị hai chân. Thì cô bị tê bị tay, con hai chân. Thì cô uống đi. Cái hộp này thì cô với anh cứ uống đi, hết thì báo con. Dạ. Vậy hôm nay thì đồng sẽ trích đầu tiên là trích là xin phép chú Hiệp ở bên Mỹ sẽ trích 4 triệu đồng gửi cho cô để cô lo phần thuốc thang cho anh nha. Còn bên chỗ Tấn thì Tấn cũng xin trích một số tiền của các cô chú mạnh thường quân để có thể là giúp đỡ cho anh. Đó. Thì Tấn xin trích cái số tiền của nhóm chị Mai ở Canada, đó là chị Mai, chị Ngà, chị Ngọc, chị Phụng, chị Hoa ở Canada là 2 triệu đồng nữa. Dạ.
À, cái này là 4 triệu của chú Hiệp này cô. 1. 2. 3. Cô rung rồi, cô rung. Xúc động quá cô ha. Dạ, còn cái này là 2 triệu của nhóm chị Mai ở Canada ha. 1. Dạ, 2. Dạ. Cảm xúc của cô như thế nào? Khi sao mà cầm tiền rung dữ hả? Thấy có tiền để lo cho con cũng mừng. Mừng xúc động. Dạ. Cảm ơn cô chú Mạnh Quân giúp đỡ. Dạ. Thì cô cứ nói chung là cô cứ dùng sản phẩm của em Tấn tặng đi. Nếu mà nó hiệu quả cô thì mới có bớt cái bệnh này nè. Mở trong máu á, rồi là cô có khỏe, thấy người mình khỏe hơn lên. Và anh thì là cũng dậy ăn không bị ói nữa và sức khỏe cải thiện á, thì cô cứ liên hệ cho con sẽ gửi cho cô cái hộp mới ha. Cô cứ xài đi. Hiện tại là anh không có thể nào mà đi đứng lại được bình thường đúng không? Đi vô nhà tắm đi xỉu xạo thôi. Coi nào, uống cái này vô mai mốt bọn em tới chạy ra chào hai em đó, tuyệt vời đúng không anh? Có không? Em tặng bước nữa. Cô cố gắng uống thuốc nha. Dạ. Lần sau mà em ghé thăm á, mà thấy anh đi ra chạy đón hai em vô thì khi đó là tuyệt vời luôn, không còn gì bằng. Nói chung là nhiều khi quý của chúng chị ạ, sau những cái quá trình thiền nguyện á, và sau nhiều quá trình thiền nguyện, Đồng mới có một cái suy nghĩ, đó là khi trẻ thì mình bỏ sức khỏe ra để kiếm tiền, khi đổ bệnh thì mình mới biết giá trị của sức khỏe, đó là mình dùng tiền để mua lại sức khỏe không được. Do vậy thì sức khỏe vẫn là quan trọng nhất trong cuộc sống. Có sức khỏe là có tất cả, thật sự luôn cô ha. Nhiều khi mà khỏe mạnh như Đồng như này, Tấn này, ngày cứ chạy mấy trăm km vậy là không có nói giờ mình chạy có suy nghĩ gì đâu, nhưng mà Đồng biết mai mốt này khoảng 10 đến 15 năm nữa thì khi đó thì hậu quả nó mới về sau. Do vậy thì Đồng mà khi được Tổng Tấn tặng cái này á, về là uống liền luôn ngày 2 lần. Bữa giờ sức khỏe là ok. Ok. Dạ, thì Tấn cũng mong rằng là anh sẽ cố gắng uống thuốc và sẽ nhanh hết bệnh, có một cái phép màu nào đó mà em cũng nói chung là chắc chắn là anh sẽ hết bệnh. Cô cũng vậy nha. Rồi con trai Hiếu Thảo này. Con gửi lời cảm ơn đến quý ông bà cô bác đi con. Dạ con cảm ơn quý ông bà cô bác đã quyên góp tiền cho bà con chữa bệnh. Con chúc ông bà cô bác gì đi? Con chúc ông bà cô bác có sức khỏe. Khi xoáy số tiền vậy sao Nam lại khóc nữa ta? Số tiền này phải vui chứ sao khóc? Hả? Nam? Tại con thương ba. À, nghĩa là con khóc là con thấy là được số tiền để chữa bệnh cho ba. Là con vui quá con khóc đúng không? À, thầy làm thầy tưởng là con lại là buồn chuyện gì nữa chứ. Đó, người em an ủi luôn này. Em kìa, em là an ủi kìa. Ôm anh an ủi đi. Đó, thấy thương không? Một hình ảnh mà chắc sẽ là lấy đi rất là nước mắt của rất là nhiều quý cô chú anh chị, thật sự luôn. Những đứa trẻ mà không mẹ này, bị mẹ bỏ, mà lại cuộc sống lại là cha bị như vậy mà rất là hiểu chuyện nhá. Rồi ba anh em đứng lên ôm nhau cái coi. Ôm nhau thể hiện tình anh em coi. Là dù có chuyện gì là ba anh em là không được giận nhau, không được đánh nhau nha, hứa không? Phải yêu thương nhau nha. À, rồi ba mới khỏe được. Rồi, đến đây thì chắc Đồng và Phạm Tấn cũng xin phép. Dạ, dạ. Rồi, xin phép kết thúc video tại đây. Một lần nữa thì thay mặt những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý nhà hảo tâm, quý cô chú chị rất là nhiều. Nhờ sự yêu thương của quý cô chú chị thì những hoàn cảnh như vậy này có thể tìm lại được sự sống, thay đổi cuộc đời và giống như là một kỳ tích phép màu xuất hiện vậy đó. Thì một lần nữa thì không biết nói gì hơn cô ha. Thì cũng chúc quý cô chú chị, quý nhà hảo tâm thật nhiều sức khỏe, gia đình luôn hạnh phúc. Và giống như câu nói hồi nãy của Đồng á, sức khỏe là vàng á, là Đồng mỗi video Đồng chỉ chúc là sức khỏe thôi. Dạ. Tấn có muốn nói điều gì không? Vậy thì có lẽ là anh em với lại là cả đại gia đình xin chào và gặp lại mọi người trong những clip sau. Mấy tay chào ông bà con bác đi các.